Rồi ta thi cấp trường nít số 2 các em nhé. Vòng 12. Nhập mã số thi. Làm bài. 12 con giáp. Cầu cho gặp câu lạ lạ khó khó đi. Vẽ hình đi các bạn. Trên TOS các em lấy OA bằng 10, OB bằng 6, bây giờ là AB bằng 4 rồi đó, OC bằng 8. Như vậy là C sẽ nằm giữa A và B đó. Trong 4 điểm OABC, điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 trong 3 điểm còn lại? C sẽ là trung điểm AB. Vẽ xong cái hình các em thấy liền à. Rồi vẽ lại hình học tiếp. Trên TOS lấy OA bằng 2, OB bằng 7, như vậy là AB sẽ bằng 5. Trên TBA lấy C, BC bằng 3, vậy AC bằng 2. Cái này nít trước mình làm. Cho AB bằng 10, toàn bài hình thôi. C nằm giữa, M trung điểm ACBC. Bài này làm hoài, MN sẽ bằng 5. Ở cái này kem tính thôi. Giá trị đối A là giá trị đối của trừ 3 là thành 3 đó. 3 cộng 3 nhân 2 là 9 à, lấy máy tính bấm cũng được. 10 mũ N cộng 18 N chia 27. Cái bài này giải nãy nha. Nít số 1 á, giải rồi. Số dư 1. Các em trở lại nít hồi nãy coi ha. Tìm số có hai chữ số, biết rằng bằng 6 lần tích chữ số của nó. A chục B đơn vị bằng 6 lần tích của nó, tích 6 lần tích các chữ số của nó. Vậy theo đề người ta cho mình này nè, A chục B đơn vị là bằng 6 lần tích, thầy lại ghi lộn tổng rồi, tích là A nhân B rồi nhân 6 nữa thì bằng AB ha. Em nào làm lụi thì có thể làm lụi được rồi đó. Các em thử đây nè, 24 thì các em lấy 2 cộng 4 là 6, 6 nhân 6 thì đâu bằng 24 đúng không. Thì các em lấy 1 nhân 5 nữa coi, cũng không đúng. Các em thử 24 là coi có bằng, có bằng 6 nhân cho tích các chữ số, 2 nhân 4 là 8. Khác rồi. Đúng không? Khác. Còn 12 liệu có bằng 6 nhân cho tích các chữ số của nó không? Tích các chữ số là 1 nhân 2 là bằng 2. Đúng rồi. 1 nhân 2 là bằng 2 và nhân 6 là 12, đúng luôn. Con gà. Cái bài này ta làm ở nít hồi nãy rồi các em nhé. Hình như đáp án thầy nhớ không lầm là 51 và 1 hay sao đó. A nè cộng 7B nè, A nè cộng 5B nè. Nhập thử 51 với 1, đúng luôn. Số nào chia hết cho cả 9 nhân 15 thì số này thôi. Còn 3 số này tổng các chữ số đâu chia hết cho 9 đâu. Cho góc XOY bằng 50 độ ở TOZ là tia đối của tia OX, thì khi đó IOZ là góc kề bù. Kề bù thì lấy 150 trừ 50 là bằng 130 các em nhé. 130. Con chuột. Cái này trừ nhau sẽ bằng 0. Giá trị đối trừ y với lại giá trị đối y trừ là bằng nhau, bằng nhau trừ nhau sẽ bằng 0. Bài làm số 2. Bức tranh bí ẩn chắc cũng thuộc dạng dễ.
Câu hỏi 1. Ước chung lớn nhất của hai số này sẽ là 30, nhìn vô thấy luôn à. Cái này là 21 lấy ra dùng chung tính chất phân phối các em. Âm 2001. 5 mũ 4 trừ 5 mũ 3 trừ 5 mũ 2. Bốn bảy năm, số phần tử 5, 5 mũ 8, tính rồi lấy máy tính tính 390625, tổng số phân tố nhỏ 10, 2 cộng 3 cộng 5 cộng 7, 17, nhanh. Câu hỏi 7, số đối của 3 mũ 3 là âm 27, chữ số tận cùng của 4 mũ chẵn sẽ là 6, 6 cộng 2 nữa tận cùng bằng 8. Câu hỏi số 9. Tổng các ước tự nhiên của 24. 24 có những ước nào? Có 1 nè, 24 nè. Có 2 nè. 12 nè. Vân vân, nhiều lắm. Thì cộng lại chắc chắn nó không thể nào bằng 6 được rồi. Vậy thì chỉ còn 60, các em lấy 60 luôn chứ suy nghĩ chi cho mệt. Đừng để điểm rơi. Khẳng định nào sau đây đúng? Tổng một số chẵn với một số lẻ là lẻ. Đúng rồi. Chẵn cộng lẻ là lẻ. Thấy không? Cái này là đúng. Chẵn cộng lẻ thì bằng lẻ. Khẳng định nào đúng? Số đối của âm 5 là 5. Đúng luôn, khỏi coi mấy cái kia nữa kìa. Số đối của âm 5 là 5. Ôi trời chết, người ta hỏi không đúng mà. Như vậy là mình phải cẩn thận. Số đối của này là 3 là sai nè. Giá trị đối của trừ 3 thực ra là 3. Như vậy số đối của 3 là 3 là sai, quá sai luôn. Khẳng định nào sau đây là không đúng? Giá trị đối ít thì bằng giá trị đối của số đối của nó. Quá đúng. Rồi, giá trị đối ít thì lớn hơn bằng 0. Quá đúng. Giá trị đối ít lúc bình phương lên thì cũng bằng ít bình phương lên. Đúng luôn. Cái này sai. Rồi. Rồi, cái này sẽ bằng là âm 56 cộng 72 âm 128 nha. Ít không thể bằng 0, vậy ít phải bằng 5. 0 cộng 3 cộng 4 thì bằng 7 đâu, chia hết cho 3. Với mọi số tự nhiên MN thì khẳng định này dưới đây là đúng. Chia hết cho 30. Rồi thầy thấy đúng á. 90 chia cho 30 nè. 420 cũng chia cho 30 nè. Chia hết cho 42 thì chưa chắc đâu. 45 cũng vậy. 60 cũng vậy. 30 là chắc chắn đúng. Cho đề dễ vậy. Đề này thì chỉ cần làm nhanh thôi. Rồi, cái này thầy giải ở nít số 1 rồi các em nha. Các em quay lại nít số 1, các em coi. Đáp án sẽ là 15, 20 và 4 hay sao á. A cộng B, à không phải. A cộng B phải bằng 5. Vậy đây. A cộng B bằng 5 nè. B cộng C là 24 nè. A cộng C đúng bằng âm 11 luôn. Cái đó mò cũng được á. Nhưng mà ở nít 1 thì giải bằng biến đổi toán học luôn chứ không phải làm tà đạo đâu nha. Cho hai tia OX, OY đối nhau. OX, OX phải đối nhau. A thuộc OX, OA bằng 3. B thuộc OX phải bằng 5. Giải AB bằng 8. Trời ơi, làm mất công vẽ hình trời. Để dễ quá trời. Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số. Cái bài này thầy giải rất kỹ ở nít trước rồi. Các em nghe. Mà thầy không nhớ đáp án nữa mới đau đầu chứ.
Rồi đi tìm bội chung nhỏ nhất của mấy số này đã. Hai bốn ba một nhân cho bốn, 9 7 2 4. Hai bốn ba một nhân 5 không được. 2 4 3 1 nhân 4 rồi cộng cho 7, 9 7 3 1 kìa. Trở lại nít trước coi ha, 9 7 3 1 chia 11 dư 7 nè, chia 13 cũng dư 7 nè, chia 17 cũng dư 7 nè, đúng rồi. Ký hiệu SN là tổng các chữ số của một số tự nhiên N. Tìm. Giờ mình thử thôi, mình lấy 4 đáp án mình thử thôi, nó hơi tà đạo một xíu. 45. SN là tổng các chữ số của một số tự nhiên N. Vậy 45 cộng 9 là bằng 54. Vậy đúng luôn. Mới cái đầu tiên thử là đúng luôn rồi. Còn 43 cộng cho 7 là không có bằng 54. Vậy cái đầu tiên đúng luôn kìa. 45 cộng 9 bằng 54 luôn. Dễ quá. Để thầy giải tiếp nick số 3 coi nó có nhiều câu nào khó không nhé. Chứ làm kiểu này 300 điểm hết à. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp lại.